Kim Ngân xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Nãy giờ xà lan Ngân đậu ở bên kia sông á, chờ con nước lớn. Bây giờ con nước này nó cũng yếu yếu, chuẩn bị lớn rồi. Xà lan Ngân bây giờ đang quẹo vào trong dầm tầng. Ở ngay chỗ dầm tầng này thì xà lan nhiều lắm mọi người ơi. Mấy chiếc này đang đậu chờ con nước lớn á. Kia chứ không có chạy được một cái đường thẳng, tại vì trong đây người ta đậu tùm lum hết trơn á, chẻ đường trên chẻ đường dưới mà nay nó chạy à. Đó, mấy chiếc nhỏ nhỏ thì người ta chạy sát ở trong được nè, sẽ không có bị cạn nha. Còn mấy chiếc khẩm khẩm bự bự á thì phải chạy phía bên ngoài. Bây giờ là đầu con nước này là con nước lớn. Những cái chiếc xà lan phía bên ngoài đây người ta đậu chờ con nước lớn người ta mới đi. Còn mình nước chưa chảy thì mình đã đi rồi, cho nên là mình đi sớm nước hơn ta. Đó, mấy chiếc này ta còn đậu nè. Ai muốn đi sớm vô không kẹt á thì sẽ đi trước. Còn ai muốn nước chảy chảy đi đỡ hao dầu á thì sẽ đi sau. Ngân vô trong đây Ngân sợ bị kẹt lắm, bởi lúc nào Ngân cũng đi trước không à. Mà cái con nước rồng sát này thì mình đi sớm nước về cũng nguy hiểm lắm, tại vì nước này là con nước rồng chánh và con nước lớn chánh luôn, nó rồng lội hai bên bờ luôn á. Là xà lan của Long An. Ở phía trước là cái dàn phao. Mấy chiếc xà lan nổi là cái mấy cái phao mà xà lan người ta buộc cái phao ta đậu chờ con nước á. Đậu nguyên một dầm ở trước luôn. Còn đây là cái chiếc xà lan chở đá, chiếc này của Long An nè. Chiếc này đậu giữa dầm luôn. Thường thì mấy chiếc bê sơi thì người ta cái lường người ta không có sâu, cho nên là người ta sẽ đậu sát ở trong bờ được. Ngay chỗ này như chiếc này buộc cái phao hay sao á, bê sơi đậu sát mé luôn, chứ xà lan mình mà đậu sát trong đó là bị cạn á. Cái chiếc này thả neo cả nhà ơi, con thấy có cái neo phía trước mũi kìa. Trong đây có hai cái phao mà Ngân bình thường
Wow, ở trong con phát hiện có một chiếc ghe lai siêu khủng ở trong rồi. Vô trong đây xà lan đông quá, mạnh nay nó chạy cả nhà ơi. Nó chạy trước điện thoại hút nước với chiếc này à. Chiếc này nó đang lắc ở trong á. Nó sợ chiếc ghe tới vậy cho nó qua mặt đi anh. Chiếc công này đang lên ga cả nhà ơi. Tại vì ở phía trước có một chiếc ghe lai siêu khủng đang đổ hướng ngược chiều. Chiếc này phải lên ga qua mặt xà lan ngon á. Tại vì chiếc này đang chạy ở phía bên ngoài. Cái luồng này là cái luồng của bên kia xà lan đổ ngược chiều. Đó. Mạnh nay nó chạy luôn, tại vì ở trong đây á xà lan người ta thả neo tùm lum hết á, mạnh nay nó thả neo á, không có thả neo cố định một vị trí nào hết á, mạnh nay nó thả neo tùm lum. Bởi vậy khi mà tới con nước lớn á thì mạnh nay nó chạy luôn đó. Cả nhà xem ở phía trước có chiếc ghe lai nè, ghe lai đang chạy ra. Thường thì mấy chiếc này người ta hay nhận sắt ở trong Phú Mỹ á. Thì có một cái chiếc tàu lai dắt. Tàu lai dắt rất là to luôn, của Trúc Minh. Một ở trong phao á. Ôi chiếc mấy chiếc xà lan chở cát này thì người ta chở quá tải thì mới đủ cái số lượng. Còn nếu mà tại vì cát thì trong đó nó có lẫn với lại nước á, cho nên là người ta chở rất là thẳm luôn. Nữ tài công đang lái chiếc xà lan đó đó. Wow. Trời, vô cái chiếc xà lan này thả gì bơi dữ vậy. Thả đi. Ồ, vô chiếc cái chiếc xà lan này thả bê cái đích qua bên đây xong luôn. Tại vì bây giờ con nước này thì còn rồng, cho nên là mấy cái cua này mà mình bay lại nè. Thả quá thì nó sẽ bị bê. Đeo khẩu trang lại liền. Đeo khẩu trang. Xà lan này của Cần Thơ. Đi mấy cái cua này mà ôm không sát đó, nó dễ bê lắm. Nè, chiếc ở phía trước này người ta ôm sát nè, không có bị bê nhiều nè.
quay cho mọi người xem ở phía sau nha. Đó, xà lan nùi ở phía sau luôn. Ngon, bình thường á, đi vậy là đi hơi trễ á, bình thường xã Ngon đi còn sớm hơn nữa. Tại vì nãy á, Ngon kêu ăn cơm đi rồi hả đi. Để chút nữa ra với tô ăn không vui. Vô đây hơi trễ, ông sợ vô đây xà lan nhiều bị kẹt á. Hôm nay xà lan nhiều thiệt. Ăn bao la luôn. Ngay chỗ này là một cái ụ. Cái ụ ở phía trong đó có mấy chiếc xà lan bơm cát á. Mấy chiếc săn lấp á, nhiều lắm. Chiếc công này là hồi nãy giờ chạy ở trước Ngon nè. Ủa, anh ơi, chiếc công ở trước đó mấy chiếc đó chạy hay đậu vậy? Chạy mà thả vậy đó. Chạy mà bê vậy hả? Ôi cả nhà ơi, ở phía trước có ba chiếc xà lan công nè, ba chiếc ba cái mũi. Ngay chỗ đó là ngay cái cua á, mấy anh xà lan công này thả quá, nó bê ngang luôn kìa. Tại vì á, mấy chiếc xà lan công này á, thì nó cao và nó cản gió á, cho nên là nó một phần là nước nó đạp và một phần là gió nữa, cái đít nó quăng ngang luôn. Một hai ba chiếc, hai chiếc khẩm, một chiếc nổi. Ở phía sau đít thì xà lan quá chừng. Wow, Ngon phát hiện ở phía trước có hai con khủng long. Chiếc xà lan công này nãy giờ vẫn còn chạy ở phía trước mà. Nãy ngoài đầu dàm chạy đung luôn. Giờ vô đây thả. Cả nhà ơi, ở phía trước này có hai chiếc xà lan mà bữa giờ Ngon quay được vài clip cho cả nhà xem rồi nè. Xà lan này là xà lan của chiếc mông. Hai chiếc luôn á. Mấy chiếc xà lan chiếc mông này chiếc nào cũng bự. Mấy chiếc nào đây của công ty anh. Có mạnh nó hồi xưa vậy nè. 2, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ủa này có tiền vậy? Cái này có An Giang. Anh cát đó. Chiếc này không phải chiếc này của chiếc... Này chiếc này không phải chiếc mông đó nhà ơi. Chiếc này Ngon cũng không biết xà lan của ai. Xà lan này của An Giang 2, 3, 7, 7, 7. Chiếc này quá chừng to luôn rồi. Chiếc này ông xã Ngon nói hơn 5.000 á. Quá chừng cao luôn. Còn một chiếc ở phía trong nữa. Xà lan chiếc mông á thì ở phía trên cái viền cabin á sẽ có để chữ chiếc mông. Đây, xà lan chiếc mông của chú đây. Đó, ở phía trong xà lan chiếc mông của Sài Gòn mới đúng nè. Mới đúng là mấy cái chiếc mà Ngon hay quay cho mọi người xem đó, ở trên cái cột cờ có cái máy bay luôn. Ghê ghê. Chiếc chiếc mông đó Ngon quay được vài video cái chiếc chiếc mông đó rồi đó. Ở phía trong đây có cây dầu cho nên là xà lan đậu ở đây rất là nhiều luôn. Đậu ở đây người ta bơm dầu rồi chờ hàng luôn, khi nào có hàng thì người ta sẽ chạy ra Vũng Tàu nhận hàng. Cái dàm ở trên này là xà lan cát, còn ở dàm ở phía sau là xà lan hàng nguyên mới tắm vô. Sao sao ơi, su su với gâu gâu giặt áo phơi lên luôn nè. Đây, để quay hai mẹ con su su với gâu gâu cho cả nhà xem nha. Dục mấy ẻm trên nắp hầm hết rồi. Đâu rồi? Su su gâu gâu. Chạy chơi đâu hết rồi. Su su gâu gâu. Đó. Hai con thỏ. Hai con chuột lột. Su su. Mát quá, mát rồi. Ấy bữa nay á, nhận hàng á. Hai ẻm vô hay à. Vô mà thôi đấy. Chạy đi chơi đi con. Chạy đi chơi cho khô đi. Nó đứng ở đây mà nóng chân quá, nó núp vô trong kia. Đây cho cái tấm dậm chân nè. Đấy, nó đi con. Đó, ngồi đó đi. Anh đó đi cho khô rồi xuống. Ướt nhẹp à. Anh đó cho có nóng không lạnh.
này thì xà lan của Ngon đang đi thẳng về đó. Bây giờ thì Ngon đang đi con nước này là con nước rồng nè. Con nước này hôm bữa Ngon đi về Ngon gặp ông cụ nhặt ve chai nè. Mình đi lên xích cái cua ở trên kia thì mới gặp ông. Thường thì ông đi nhặt ve chai thì ông sẽ đi con nước rồng này, tại vì ông vừa nhặt ve chai vừa nhặt củi hai bên bờ á. Nước rồng này thì nó mới lòi củi lên. Nhưng mà kỳ này về không biết có gặp ông không. Bình thường ông đi xà lan nổi ra thì mình đi ra tới đây á, ít khi nào gặp ông lắm. Tại vì con nước rồng này là con nước rồng kiệt, mình chuẩn bị xây con nước lớn đó. Củi ở trong bờ quá chừng luôn kìa, nó lòi lên trên bờ á. Chuyến rồi đi tới đây á, xà lan đậu quá chừng luôn. Bây giờ thì người ta cũng đã đi bớt rồi. Lúc nãy Ngon đi từ cái ở ngoài dầm tầng vô là hơi xà lan không biết đường chạy. Bây giờ Ngon xà lan Ngon chuẩn bị đi tới chợ kinh nước mặn luôn rồi mà vẫn không gặp ông cụ. Lần thứ ba, thứ tư. Lần nào Ngon đi tới đoạn đường này thì Ngon cũng nhìn coi có gặp ông không, mà Ngon gặp ông có một lần duy nhất tới bây giờ luôn á là không có gặp ông nữa. Giống tìm á, gặp lần. Nhìn ông rất là tội nghiệp luôn. Ngon bây giờ Ngon có người quen biết nhà của ông luôn á, nhưng mà do là tình hình ở Long An dịch bệnh rất là phức tạp luôn cho nên Ngon không có đi lên bờ được. Chứ nếu mà Ngon lên bờ được thì Ngon sẽ tìm tới nhà của ông luôn. Mà nếu mà thấy ông thì thấy ông lớn tuổi rồi, thấy tội lắm, nhưng mà không biết khi nào là sẽ hết dịch luôn á. Tại vì bây giờ phương tiện xà lan á, mình ở dưới sông này người ta không có cho mình đi lên bờ. Đò người ta đem đò qua cho mình được chứ không có ai dám rước mình vô trong bờ. Nó lủi ra đó anh. Để xa xa nó ra đây. Mày nó sắn ra ngoài đặng nó ôm cua chứ sao. Anh chạy qua anh phải sợ sợ. Nó bắt ra đó qua luôn đi. Tao bảo tao giờ qua gì thì cho thằng Bảo nó dí theo cái gì đâu. Bình thường mình đi tới cầu nó mới rước mình đó. Nó bớt ra rồi qua luôn đi. Nó nhường cho qua đó. Lần này đi, lần nào đi tới đây cũng tìm ông cụ hết mà không gặp. Nhìn coi có thấy ông không Quy? Không có đi lên bờ bán đuổi gạo. Chờ mình chờ tới hết dịch mình lên nhà ông, mà chờ tới đó không biết là ông còn sức khỏe hay không. Lần với Quy coi với công hả Quy? Hôm qua nó còn hút nước thôi chị. Ngay chỗ kinh nước mặn này lúc nào xà lan cũng đông đúc. Lúc nãy em Bảo mới chạy sẹt vô trong bờ đó đó. Rồi đúng rồi, đi mua nước đá. Đó, đồ ăn ra tới. Nước sơn. Nước sơn với nước đá. Bây giờ xà lan của Ngon đã đi tới cầu kinh nước mặn rồi.
Nãy giờ chạy hết cái đoạn đường này, nhìn hai bên đường ngắm nghía địa qua địa lại, không có thấy ông cụ đâu hết trơn. Quan sát dữ lắm luôn mà không thấy ông. Đâu? Chà, kênh ba thùng này chắc hồi dán cho 4 cái sân mát nữa.